Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại là Phi đang có mặt ở số 1 đường Hóa Sơn 5, phường Hòa Cường 5. Hòa Cường 5 đúng không? Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Thì ngày hôm nay Phi cũng biết được hoàn cảnh của một cô ở tại nhà này, thì cô đang gặp phải một cái sự cố cũng rất là đáng tiếc và cũng đang rất là khó khăn, cần tiền để đi bệnh viện. Nhà của cô thì cũng hết sức là khó khăn. Bên cạnh cô Phi là em trai này là con của cô. Thì được biết là mẹ em là tự túc có mình em đúng không? Đúng rồi. Tự túc có mình em. Rồi hàng ngày là em làm công việc là chở hàng hả? Dạ. Chở hàng là em chở những cái gì? Chở đồ trong nhà hàng, chở trong nậu của nhà hàng luôn. Chở đồ cho nhà hàng hả? Dạ. Em làm lâu chưa? Mới làm được có năm mấy hai năm. Làm có năm mấy hai năm hả? Dạ, làm sau dịch. Sau dịch. Rồi thu nhập có ổn định không? Cũng cứ lương cứng. Lương cứng hả? Em năm nay nhiêu tuổi rồi? 28 29. 28 29 hả? Có người yêu chưa? Chưa. Chưa hả? Được biết là mẹ của em là mắc bệnh đủ thứ bệnh hết rồi, mới bị té nằm chỗ cũng chưa đi viện lại. Dạ mà. Rồi thôi bây giờ mình vô bên trong để mình thăm cô như thế nào ha. Dạ. Ở đây là cái căn nhà của hai mẹ con em ha. Rồi, đi mình vô trong ha. Đây vừa mới đi làm về luôn. Đúng rồi. Nhà em là trước đây là thuộc hộ nghèo hả? Dạ đúng rồi. Phi đã có mặt trong cái căn phòng rất là nhỏ, rất là hẹp. Mà trong này thì cũng rất là nóng, trời mùa hè rất là nóng luôn. Con chào cô ha. Dạ, con cũng làm mấy chương trình thiện nguyện và biết được hoàn cảnh của cô đến thăm thử như thế nào. Nghĩ bác sĩ bác Khánh bị bệnh này là 4 năm nay mới rồi mà đâu có được cái chuyện mua. Cô là mà bình thường là đi bác sĩ bác Khánh hả? Lẹn ở dưới cầu Đồ Lách đó. Đi lặn ngồi sông đó, rồi bác sĩ bác Khánh về để kiếm thu nhập. Kiếm không, mà mấy năm nay rồi không lụng gì hết. Bệnh này không có tiền uống thuốc, uống đồ đó. Tôi thấy rồi. Quý vị cũng đã thấy cô bây giờ chỉ còn nhâm xương không thôi đúng không? Rồi cô hiện tại cô bị bệnh gì? Thì bo bệnh đó, viêm dạ dày, non bóng mặt, con qua non dạ dày luôn. Dạ dày cái là qua nang dạ dày, cái qua nang. Còn viêm bóng mặt nữa. Viêm bóng mặt. Khốn thì lao nơi rồi mà không có tiền uống thuốc, ăn có ăn được lấy gì? Tiền mua uống thuốc tỏa thấy rồi đó. Nà mau ha ngà ná rồi. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi ạ? 55 tuổi rồi. Cô 55 hả? Dạ, 55 mà răng cửa của cô là... Rụng hết răng rồi, đầu còng cũng rụng. Răng cũng rụng hết hả? 55 tuổi vậy. Nhưng mà rụng sao cô bị té, sao mà cô nằm chỗ thế này đấy? Thì ở dưới người dưới, em sang cái chuẩn bị đi vô phòng, đi tới đó tự nhiên là nó té xuống rồi cái chân nó bị liệt, đi không được luôn. Té là liệt luôn hả? Có bị gãy gì trong đó không? Không gãy mà răng tự nhiên sưng, gãy là nhất rồi, mà hắn không có nhất. Sưng cái chỗ này. Sưng chuỗi đuổi hả? Mà có đau không cô? Thì đa. Đa thì ngầu lên không được, đa thâu. Ngầu sẽ nằm xuống, từ từ nằm xuống. Trời. Ngầu phải bu cái này. Ngầu dài, mà ngầu dài không được là phải nằm bịch xuống lửa. Dạ. Rồi như vậy là cô đã bị 4 năm ngày rồi. Từng rồi đó, tuần gần rồi tính rồi gần từng rồi đó. Tuần rồi mà chưa đi bệnh viện hả? Thì em mua với một cô cũng đi chợ hồ, cho họ cũng không tự tốn hơn với lái được bột thì bột. Cũng không có tiền điện. Tiền điện, tiền nước rồi. Dạ. Mới lo em buổi sáng nữa. Như vậy cô nằm miết cả tuần đi, cô chưa có đi viện được. Chưa. Cũng không có tiền để đi. Bồng lên, bồng xuống miết rồi rồi. Dạ. Rồi trong... trúng mấy ngày lễ này nữa. Vừa không có tiền nữa. Vừa không có tiền mà vừa trúng mấy ngày lễ nữa. Nên cô nằm ở nhà cô chịu đau nhất cực này. Thiết. Rồi cô uống thuốc gì không? Không. Không hả? Cô tôi lấy dao đi thoa được vô rửa đó. Dạ. Yeah. Rồi tình hình cô bữa nay sao cô cái chân này có cử động được không? Chân này thì cử động được mà cái chân này không cử được. Sao vậy? Rửa đó. Nghiêng vô đà, đừng. Trời, cái này cũng tự ngã xuống rồi. Đứng không? Này, dạng như nó liệt luôn đúng không? Bước đi lách từ từ. Dạng như cái chân này nó không còn sức nữa đâu hả?
không còn sức nữa, mẫn sưng. Mà gã là nhất rồi mà hăng nhất, mẫn sưng đây rồi cũng đa. Sưng nó đau. Đa chỗ bắp đùi đây ra. Khả năng là nó cứ lấy dao bóp miết đó. Bị cái khớp háng của cô nó khả năng nó bị. Đó. Ừ. Thôi coi đưa mạng phải, đi. Nguyên là này phải có cái này đỡ, cái chân này đỡ, cái chân này chứ cùng còn không đỡ là không được. Đi bệnh viện thử xem khám thử như thế nào hả? Khả năng là bị khớp háng rồi. Đó. Ừ, cũng cô té là cô hư bể chắc bị cái khớp háng, bị thoái hóa khớp háng rồi, nó hư khớp háng rồi nó rồi. Trước giờ đi bắt xìa bắt hén không đó hả? Lùm phù hồ có. Có phù hồ cứ, nữa. Cái lùm nậu nó cơ rồi xuống là họ đi bét mình đi lách kia đó. Dạ. Yeah. Lách tới 10 giờ cái lách gì chở đi xe đục. Cái mấy chục cái mưa xuống mưa cái rồi chở rồi. Như vậy là một tuần trước là cô vẫn đi đứng bình thường hả? Tuần trước rồi đi đứng đồng quận. À, một tuần có trước. Một tuần tới xa đây là. Một tuần sau đây là nằm biết chỗ này. Mà té kia sao mà không biết đi tới đài rồi mà không biết té mạnh quá ra không biết đi vô đi ngủ đó. Ừ. Không biết đâu mà đâu có đụng cái chuyện té chỗ cái này nữa hả? Đã té chỗ cái đường lùn này thôi. À, có bị trợ không? Không biết. Không biết đi tới An rồi có chuẩn bị vô ngủ đi lên tới đó cứ trợ cái chèo mà không té cái bịch xuống. Ừ. Té nghiêng bên đây nè. Té nghiêng bên đây. Chân phải tái bên này. Giờ là nên cái chân này chợ. Cô mặc bỉm hả? Bỉm cả ngày đó. Ờ chứ luôn. Chứ đứng đi chở hồn cho họ tự gượng nấu dậy tha rồi đó. Nhưng rồi ăn uống sao? Thì ăn uống thì cũng báo vô. Cái bữa này con này cũng vô cơ. Nhờ hắn. Nhờ. Chứ chịu nén ro rồi. Cũng vệ sinh tự. Tắm rửa thì cũng chỗ luôn. Táp được ông bầm vô trong toilet nữa. Bồng cho tôi lấy tắm hả? Lấy cái ghế nữa. Dạ. Cái tắm rửa con bồng rồi. Có hén là nhờ mà chiều nay cái gì rồi có thâu phở gượng. Trước giờ là hai mẹ con có sống nương tựa nhau chứ còn đơn cô là đơn thân tự túc đó thôi hả? À, cũng không chồng gì hết. Cô kiếm đứa con để sau này lo cho cô. Nhưng mà cuộc sống thì khó khăn quá. Mòn nghèo bác thấy nuôi cho ngàn học tới lớp 9 nữa. Dạ. Yeah. Mòn nghèo bác thấy ngồi xong đó. Dạ. Yeah. Mà cái bụng của cô sao nó hình như bị mổ gì rồi hả? Mổ à, rồi, đau rồi. Mổ gì vậy? Cứ phim già già, cứ động kêu non già già, cứ đưa xuống bệnh viện, vô mổ. Ờ. Mổ rồi cũng nam sách nam gì rồi. À, mổ lâu rồi. Rồi mổ xong rồi không có tiền về uống thuốc nữa rồi. Ừ. Cái rồi bây giờ cái dạ dày của cô nó vẫn còn bị hả? Cái dạ dày thì không bị mà sợ cứ viêm móng mặt này sớm sợ lây nữa. Có lúc đa. Dạ, yeah. Viêm móng mặt. Đa chỗ này, đa chỗ thống thủy này. Ừ. Mà cũng không có điều kiện để đi chữa hả? Chữa gì nữa. Em có hợp, em được chữa. Em không có hả? Thì bác Khánh Nam 70 vụ xuống rồi. Mua đồ em vô náo rồi. Dạ. Yeah. Như rồi cô là trước giờ là ấn người ấm ấm yếu yếu rồi nè. Trước đây cũng được lắm mà giờ trừ còn nào còn rút lần nữa biết. Như vậy là cũng mới rút lại đây. Rút hơi năm qua năm đi rồi. 20 năm lại đây là nó rút lại. Nhưng mà tuần lễ ra đây là nó chắc cũng xuống mấy ký nữa. Chắc cũng còn có hơi chục ký chứ mà. Cái tự ba hơn một tuần này chắc không còn có 15 ký không nữa. Yeah. Đây bây giờ thì thấy chân tay còn xương với da không vậy nhìn rất là tồi luôn. Cái chân của này, chân này là cô còn duỗi ra duỗi vô được hả? Được. Còn cái chân này cái là chân này không được. Liệt luôn. Nhưng mà còn cảm giác không? Còn. Còn cảm giác hả? Rồi, thôi. Bị phan rút hơi ba nam đây rồi. Ừ. Tự nhiên rút lần. Ăn uống được không cô? Thì ăn được. Ăn được hả? Nằm trong này nó nóng như thế này, trời nóng nữa mà nằm trên này nó nóng sâu vậy. Từ nằm không mua chợ. Quần áo treo tùm lum hết. Từng cô thì nằm ở chỗ cái ghế nó rầu. Ừ. Còn mình cô nằm trong này. Cô nằm ngồi trước đó. Mưa gió thì cũng nằm ngồi nó trước đó. Dạ. Yeah. Em làm như vậy rồi công việc rồi có đủ để lo cho mẹ không? Uống rau sáng được không? Hả?
mà ăn miết mà không hấp thụ gì hết. Ừ, mẹ ăn được mà cũng không có hấp thụ. Ăn rồi đi ra ngồi ra, đi ra miết không hấp thụ được. Ăn vô cái là cũng đi rồi đó. Ừ. Chứ không là ở trong cái bao tử mình. Cô đi khám bác sĩ nói cái bao tử cô bị sao? Thấy không, nó bao tử mà nó viêm dài dài, viêm mặt non dài dài nữa đó. Viêm dài dài, viêm bóng mặt. Cứ đưa lên phòng mổ, mổ non dài dài. Mổ rồi mà đi vô phòng mổ, họ tưởng công nên ấm yếu rồi mới chịu sức được không biết. Là lâu rồi đó hả? Cũng ấm quá mới chịu được không? Dạ. Cho chạy cao su. Mà bây giờ mình có đi lại bệnh viện không? Không, lao này đâu. Nhưng mà mình đi, giờ mình đi để mình kiểm tra cái chân thử sao chứ? Thì có tiền, tôi trở đây mà không có tiền, tôi cũng lộn thoáng bột, thì bột, tậu hết. Cũng khổ quá. Tậu hết chứ chứ. Đi trở hồn cho họ. Làm tháng mấy triệu mà về lo này kia. Có tiền điện, tiền nước. Tiền lo cho mẹ, yeah. Tiền đổ xăng, lấy chị. Yeah. Thì ước có tiền chỉ cho một cô chở đi bệnh viện xuống khốn tuổi rèn. Chẳng đỡ lo chứ tậu em sống ngày cũng bồng xuống bồng lên. 8:30 đi là không tiện được. Yeah. Đi được thì mình tự mình lồn. Cùng đi không được tự ứng bồng xuống tậu em. Yeah. Bây giờ là... chúng này phải thuê xe hay là mình kêu cứu thương tới chở ta? Cứu xe hả? Để em cố điện cái xe chở đi. Taxi rồi cô nằm đi nó được không? Bồng ra xe. Bồng ra rồi cô nằm có được không chứ nó cắn nó đau nữa. Ngầu được. Ngầu được. Ừ. Ngầu được. À. Bồng ra xe ngầu thôi. Mà để đào từng đi cho buổi chiều đây lùm giật. Đào từng xóm sáu mà xuống hòa á. Bên đây thứ năm hả? Thứ năm là rốn tới thứ hơi rồi đi được. Chiều nay đi luôn? Chiều nay đi sợ lao cũng bỏ công việc quán chở hồn họ. Kệ, công việc thì mình làm cả đời mà. Còn cô đau ốm này thì ráng đưa cho cô vô khám thì như thế nào chứ còn để nằm miết thế này sao được. Chiều em đưa mẹ vô thử thì. Thôi bây giờ con cũng hỗ trợ cho cô một cái khoản tiền để cô có tiền cô đi bệnh viện ha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cô tên gì Quyên nào? Huỳnh Thị Thương. Cô Huỳnh Thị Thương là 55 hả? 55 tuổi. Tuổi tức đó. Dạ, cô Huỳnh Thị Thương 55 tuổi. Bây giờ quý vị cũng đã thấy cô bị như vậy mà giờ cũng không có tiền. Trong người thì bệnh tật tùm lum hết mà tay chân bây giờ còn xương với da không có em đã thấy hoàn cảnh thì cũng hết sức là khó khăn thì con cũng thay mặt các nhà hảo tâm gửi giúp cho cô số tiền 15 triệu ha. Dạ. Cũng ai nhờ hỗ trợ 15 triệu để cô có cái kinh phí cô đi khám chữa thử như thế nào nha. Cảm ơn thầy trợ. Em cố gắng lo cho mẹ ha. Ừ. Rồi cái số tiền này là gồm có của các nhà hảo tâm là gia đình anh Băng ở Hồ Chí Minh là 2 triệu, gia đình bác Phạm Huỳnh Nga ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Vicky Võ ở bên Mỹ là 1 triệu, hai em Jason và Jackson ở bên Mỹ là 1 triệu, cô Hành Vương và cô Viện Phạm ở Canada là 1 triệu, gia đình Công Giáo tại Sydney, Úc Châu là 1 triệu, chị Lisa Nguyễn ở bên Mỹ là 1 triệu, sư cô Trí Giác là 1 triệu, cô Vũ Ngọc ở bên Mỹ là 1 triệu, cô Sang Lê ở bên Mỹ là 1 triệu, hai em Lê Lâm Phi, Stefan và Phan Lâm Phong ở bên Đức là 1 triệu, chị Lê Đặng Thảo Phương là 1 triệu, cô Đặng Thị Kim Nhan ở Hà Nội là 1 triệu, và anh Khang Trần ở bên Mỹ là 1 triệu. Tổng số tiền 15 triệu cô ha? Dạ. Yeah. Con gửi... Cảm ơn mấy người trợ trợ. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. À, 15 triệu anh gửi em để em lo cho mẹ ha. Cảm ơn. Ừ. Cảm ơn các nhà trợ luôn. Ừ. Cũng chưa có nghỉ luôn hả? Chưa đó. Ừ. Sao 27, 28 tuổi chưa có nghỉ rồi? Thấy mẹ hắn ai cũng yêu luôn, sợ. Ừ. Phải mấy bệnh tật luôn sợ không có vợ. Sợ không dám có vợ hả? Có chưa? Có nghĩa chưa?
Chưa dám luôn. Có để ý cô nào chưa? Chưa hả? Hiện tại là cô cũng chưa có dùng cái thuốc gì hết cả. Chưa. À, cô không dùng thuốc gì hết. Từ hồi mổ gì vừa bị rồi là không. Hôm nay con cũng thay mặt chị Mai Dương ở bên Mỹ gửi tặng cho cô cái hộp viên uống củ ngải đen. Ha. Uống cái này thì nó sẽ hỗ trợ thêm cho cô về cái dạ dày, rồi nói chung là nó cũng hỗ trợ nhiều thứ bệnh. Cô dùng thử củ ngải đen này như thế nào ha. Dạ. Đó. Là mấy viên? Một ngày là 10 viên, sáng 5 viên, tối 5 viên sau khi ăn. Với lại tặng cho cô một chai dầu xanh. Chai dầu xanh của cô Sang Lê ở bên Mỹ gửi tặng ha. Rồi về cô sức đau nhất thì cô sức thêm vô. Đó thằng cũ mua cái đồ này về yeah. Này, cái tiền mà mua nó. Rồi. Rất cảm ơn mấy chị đó. Dạ. Yeah. Thôi cố gắng rồi chiều đưa mẹ đi vô bệnh viện khám thử. Ừ, khám thử cái chân như thế nào, khả năng là bị hội tử khớp háng rồi đó. Ừ, cũng đa. Chứ cái xương này thấy không nhất mà cũng đa chỗ này ra. Đau chỗ xương đùi hả? Đa bắp đùi này ra. À. Cái đùi nó đau. Còn cái này thấy không đa. Khả năng có bị gãy xương đùi không? Có gãy không? Không, gãy là nhất. Ừ. Mà cái này không chỉ đa thôi. Chỉ đau thôi. Đa. Chắc nứt xương trong đó rồi chứ. Chiều trở đây khó mở chụp phim. À, chiều đi khám chụp phim nữa. Ha. Để coi thử chữa để đi đứng chứ còn bây giờ nằm chỗ thế này sao ấy. Đau lắm à? Nhất lên đà. Dạ. Yeah. Thôi cô cố gắng ha. Ừ. Con xin phép đã. Dạ. Cảm ơn nhờ trò trợ. Cảm ơn mấy chị mấy anh bên Mỹ. Dạ dạ dạ. Thôi cố gắng đưa mẹ đi ha. Ừ. Cảm ơn mọi người. Ừ, ừ. Rồi Phi cũng xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi để hỗ trợ cho cô có thêm cái kinh phí để cô đi chữa trị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo nha. Yeah.